Xin chào các bạn Tân Di Dân. Các bạn có muốn biết Đài Loan và quốc tế phát sinh những sự kiện lớn nhỏ? Hay muốn biết thêm nhiều thông tin về Tân Di Dân và thế hệ thứ hai không? Hãy theo dõi chúng tôi qua trang mạng thời báo Tân Di Dân toàn cầu. Trang báo của chúng tôi cung cấp phiên bản 5 ngôn ngữ. Với những bạn không rành về tiếng Hoa, có thể lựa chọn ngôn ngữ mẹ đẻ để thuận tiện theo dõi. Với nhiều hạng mục tin tức trên trang chủ, có thể nhanh chóng chọn lựa hạng mục tin tức mà bạn muốn theo dõi. Ngoài các bản tin thời sự, chúng tôi còn có các bài viết chuyên đề và chuyên mục nhân vật là các bài viết giới thiệu về nhiều địa danh và văn hóa. Muốn lựa chọn xem nhiều nội dung khác nhau, còn có nhiều video đa văn hóa để lựa chọn. Muốn biết hôm nay có những tin tức gì, có thể xem tại mục tin tức hàng ngày. Để cập nhật thông tin liên quan đến giáo dục Tân Di Dân, y tế bảo hiểm, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ cuộc sống, văn hóa nghệ thuật, Tân Di Dân chỉ cần một cú nhấp chuột là xem được nhiều tin tức. Chuyên mục video không chỉ có video tin tức, video chuyên đề. Chúng tôi còn cung cấp các liên kết phim trực tuyến, giúp bạn không cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn muốn học thêm nhiều ngôn ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không thành vấn đề, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các video giảng dạy ngôn ngữ Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Cách dùng ngôn ngữ trong đời sống vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Các hình ảnh về các hoạt động sự kiện, các bài phỏng vấn và các sự kiện liên quan đến Tân Di Dân. Với nhiều nội dung phong phú, bạn cũng có thể tìm xem, biết đâu sẽ phát hiện ra hình ảnh của chính mình trong đó. Hoan nghênh các bạn sử dụng trang Facebook của báo. Có thể thông qua trang Facebook Taiwan và Lại Lợ của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin quan trọng trong ngày. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức chương trình tham gia trực tuyến với các phần quà hấp dẫn. Hoan nghênh các bạn Tân Di Dân tham gia. Nếu như bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn nữa, chúng tôi cũng đặc biệt thiết lập và cung cấp nhiều liên kết cho mọi người sử dụng. Trên đây là phần giới thiệu về trang web thời báo Tân Di Dân toàn cầu của chúng tôi. Hãy kết nối ngay lập tức với thời báo Tân Di Dân toàn cầu. Chỉ cần lướt điện thoại là có thể biết được nhiều hạng mục thông tin. Mọi người cùng đến với chúng tôi nhé!